Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thư viện tỉnh Hải Dương mở triển lãm thư pháp Hán Nôm lần thứ 30. Ninh Bình tiếp nhận hơn 6.200 đơn vị máu từ chương trình Hiến máu tình nguyện. Cảnh báo các bệnh liên quan đến rượu bia có chiều hướng gia tăng. Hà Nam đóng điện, đưa vào vận hành hệ thống đường dây và trạm biến áp Đồng Văn. Vụ trộm hơn nửa tỷ đồng tại công ty cổ phần bia Hà Nội Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, nhiều diện tích trồng đào của thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã được bán hết. Toàn thôn có trên 200 hộ dân chuyển đổi diện tích đất canh tác để trồng đào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán với tổng diện tích là 30 mẫu. Người dân cho biết, đến thời điểm hiện tại, đa số diện tích đã được thương lái đặt mua, diện tích còn lại đang được người dân bán lẻ hoặc cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân trong huyện và một số địa phương lân cận. So với năm trước, giá đào không có nhiều biến động. Đào cành dao động từ 200.000 đến 1 triệu đồng một cành, từ 600.000 đến 15 triệu đồng một cây đào. Người dân thu lãi từ 50 đến 100 triệu đồng. Mở rộng diện tích 4 vụ, đưa những cây trồng hàng hóa vào thâm canh, đó là những giải pháp mà huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thực hiện, góp phần đưa thu nhập bình quân trên 1 hecta canh tác đạt 117 triệu đồng 1 hecta một năm. Cùng với đó, huyện tập trung phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, hỗ trợ bà con xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn huyện có 42 ha áp dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới, công nghệ tưới nhỏ giọt, phun mưa vào sản xuất. Trên 38 ha sản xuất 4 vụ trên một năm. Thông qua liên kết và tiêu thụ sản phẩm, tập trung chủ yếu ở các xã Yên Thái, Yên Mạc, Yên Phong, Yên Từ, Yên Lâm, Mai Sơn, cho thu nhập từ 300 đến 350 triệu đồng trên 1 ha. Trong năm qua đã chuyển đổi thêm 87 ha sang cây lúa kết hợp với nuôi cá ao nổi, trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi trồng thủy sản, nâng tổng số diện tích đã chuyển đổi lên gần 660 ha. Sự hỗ trợ của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực của bà con, sản xuất nông nghiệp ở huyện Yên Mô ngày càng hiệu quả và vững chắc. Hiện giá trị thu nhập bình quân trên ha canh tác đạt 117 triệu đồng là cơ sở thực tiễn để nhân rộng diện tích những năm tới. Nhằm mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Thượng, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh, triển khai thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất cây vụ đông theo chuỗi liên kết giá trị. Thông qua Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Thượng, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh ở xã Nghĩa Lợi đã thuê lại 10 hectare ruộng trong 5 năm của nông dân xã Nghĩa Minh để trồng cây vụ đông. Mặc dù thời tiết đầu vụ đông năm 2018 không thuận lợi, nhưng diện tích trồng khoai tây của bà con xã viên Hợp tác xã Thắng Thượng vẫn sinh trưởng phát triển tốt, năng suất ước đạt từ 5 tạ đến 7 tạ một sào. Cùng với cây khoai tây, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Thượng còn xây dựng mô hình điểm trồng gần 2 hectare củ đậu và cà rốt. Mô hình tích tụ ruộng đất tại Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Thượng, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, bước đầu đã phát huy được hiệu quả kinh tế, mở ra hướng đi mới trong sản xuất cây vụ đông hàng hóa trên đất hai lúa. Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương triển khai nhiều giải pháp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Huyện Thanh Miện hiện có 3 cụm công nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng diện tích gần 132 ha. Kết thúc năm 2018 vừa qua, tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp đạt 85%, trong đó riêng cụm công nghiệp Cao Thắng đạt 100%. Hai cụm công nghiệp còn lại là Đoàn Tùng và Ngũ Hùng Thanh Giang lần lượt đạt tỷ lệ lấp đầy là 84% và 74%. Đến nay, các cụm công nghiệp trên địa bàn địa phương này đã thu hút được 11 dự án với tổng vốn đăng ký 2.874 tỷ đồng, tạo việc làm cho 31.000 lao động. Trong năm 2018, các cụm công nghiệp thu hút 7 dự án với tổng vốn đăng ký 833 tỷ đồng. Riêng cụm công nghiệp Đoàn Tùng thu hút 4 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký khoảng 516 tỷ đồng. Hiệu quả thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã tạo ra bước đột phá trong phát triển công nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của địa phương, tạo việc làm thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng vạn lao động. Năm 2018, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã làm được 17 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 15,5 km đường trục xã, liên xã, 1,5 km đường trục chính nội đồng. Cải tạo nâng cấp 1,3 km hè trên đường quốc lộ 38 thuộc địa phận xã Yên Bắc, hiện đang thi công 1,8 km hè thuộc 3 xã, Chuyên Ngoại, Châu Giang, Trác Văn.
Trong năm, Duy Tiên cũng triển khai xây dựng 5 dự án giao thông với tổng chiều dài 6,2 km, chủ yếu là tuyến đường xã, tổng kinh phí đầu tư trên 32 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Năm nay, công tác chỉnh trang đô thị tại thành phố Bắc Ninh được dành nhiều nguồn lực và quan tâm đặc biệt nhằm mang lại bộ mặt sáng, xanh và văn minh cho đô thị trung tâm tỉnh lỵ, đồng thời tạo ra những điểm nhấn đặc trưng văn hóa của vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc, phục vụ nhân dân và du khách du xuân trải hội đầu năm. Hòa chung khí thế của các đơn vị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị được giao đảm nhiệm công việc chỉnh trang đô thị phục vụ Tết và lễ hội dịp đầu năm cũng đang gấp rút triển khai. Đến thời điểm này, công việc trồng hoa ở các cửa ngõ vào thành phố, trang trí hoa, đặt chậu tại các điểm đã hoàn thành. Công ty đã hoàn thành lắp đặt biển chữ A theo market đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, tăng cường kiểm tra sửa chữa, thay thế đèn chiếu sáng, đèn trang trí tại các tuyến phố, tập trung phục vụ tốt công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị tổ chức dọn dẹp vệ sinh công trình, đường phố, tạo bộ mặt văn minh cho đô thị, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón Tết. Có thể thấy, công tác chỉnh trang đô thị diễn ra mạnh mẽ trên cả lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và xây dựng văn minh đô thị, phục vụ nhân dân đón xuân vui xuân. Các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị, phục vụ nhân dân đón Tết phải đảm bảo xong trước ngày 29 Tết. Thư viện tỉnh Hải Dương và Câu lạc bộ Hán Nôm phối hợp tổ chức mở triển lãm thư pháp Hán Nôm lần thứ 20 và trưng bày báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019, thu hút gần 1.000 lượt người tới dự. Triển lãm thư pháp năm nay hướng về chủ đề mừng xuân mừng đất nước đổi mới và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức đã chọn nội dung phương châm hành động của chính phủ mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu để làm chủ đề triển lãm năm nay, đó là kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, hiệu quả. Mừng một năm tỉnh Hải Dương đạt được nhiều thành tựu, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch. Câu đối chính là tỉnh đông, nông dân, nông nghiệp, nông thôn thực hiện vượt chỉ tiêu, làng xóm dập cờ hồng hân hoan mừng Tết đến. Cả nước chính trị, kinh tế, xã hội hoàn thành trên định mức, phố phường ngời sắc thắm dạo rực đón xuân sang. Triển lãm giới thiệu hơn 100 câu đối, các bức hoành phi, những áng thơ văn bất hủ do các vị trong câu lạc bộ Hán Nôm sưu tầm và sáng tác bằng nghệ thuật viết chữ Hán Nôm theo phong cách thư pháp, đồng thời giới thiệu hơn 200 loại báo tạp chí của Trung ương, gần 140 loại báo tạp chí của các tỉnh thành nhằm giới thiệu với công chúng những thông tin về kinh tế xã hội của mọi miền đất nước và những giá trị văn hóa nhân văn sâu sắc của các bậc tiền nhân còn lưu giữ đến ngày nay. Sau khai mạc, hàng trăm người ở nhiều lứa tuổi đã đến tham quan và được các nho sư viết tặng chữ. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 1 tháng 2, tức 27 Tết. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình Mùa Xuân cho Em lần thứ 4, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Để các em thiếu nhi vơi bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực phấn đấu trở thành người có ích, chương trình Mùa Xuân cho Em thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành và toàn thể xã hội đối với thế hệ trẻ. Đã có 46 suất quà, mỗi suất 700.000 đồng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Đặc biệt, Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh cũng đã kêu gọi vận động và quyên góp số tiền 50 triệu đồng xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Ngọc Hiếu, thuộc diện hộ nghèo đang học tại trường tiểu học Yên Đồng, huyện Yên Mô. Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samaliti Nati Nam Định tổ chức Tết Sum Vầy năm 2019 cho hơn 3.000 đoàn viên công nhân lao động. Chương trình Tết Sum Vầy năm 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yamani Dynasty Nam Định tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động để mọi công nhân lao động đều có một cái Tết vui vẻ đầm ấm bên gia đình sau một năm lao động vất vả. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như tặng quà, vé tàu xe cho công nhân ở xa về quê ăn Tết, tôn vinh trao thưởng cho cán bộ công nhân lao động tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tặng quà cho con công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, con công nhân lao động vượt khó học giỏi. Trong tổng số hơn 100 suất quà được trao trong dịp này,
có 20 suất quà trị giá gần 15 triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền, vận động đến các tình nguyện viên và nhân dân tham gia. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, thanh niên và cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, làm nòng cốt cho phong trào hiến máu tình nguyện, phát triển nguồn hiến máu dự bị tại các khu dân cư. Trong năm đã thành lập câu lạc bộ nhóm máu hiếm, nâng tổng số câu lạc bộ hiến máu tình nguyện lên là 6, với 150 thành viên tham gia, đáp ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu điều trị. Năm 2018 đã tổ chức 23 buổi hiến máu, thu hút 5.600 tình nguyện viên tham gia, tiếp nhận được trên 6.200 đơn vị máu, đạt 111% kế hoạch. Đây là hoạt động có ý nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Với sự vào cuộc của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, các ngành các cấp cùng sự quan tâm sẻ chia của những trái tim nhân ái. Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo nguy hại tới sức khỏe do uống rượu bia, tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị do các bệnh có liên quan tới rượu bia đang ngày một gia tăng. Phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, thành phố Hưng Yên. Ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, buồn rụn chân tay, tiểu vàng, tràn dịch, sưng tinh hoàn. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xơ gan, nhiễm viêm gan virus B mãn tính, với nguyên nhân chính là do thói quen uống rượu bia trong nhiều năm liền, dẫn đến lá gan bị tổn hại nặng nề. Em uống rượu tầm khoảng hơn 20 năm rồi. Đấy. Mà mỗi một ngày trước kia thì uống được khoảng nửa lít dưới nửa lít. Một ngày gần tới về đây có bệnh thì em uống giảm dần. Thì bây giờ nó chỉ còn một chén còn con rồi, trong một bữa. Uống rượu ấy thì là nó cảm thấy người chân tay nó cũng có cái buồn bã, cho nên nó cũng vẫn nhớ. Nhớ thì rượu thì mỗi bữa ăn hàng ngày thì cứ dùng ra 3 lần. Sáng, trưa, tối, cứ đều như vắt chanh, chẳng có bỏ bữa nào được cả. Ốm uống thuốc thì cũng uống thêm một tí rượu thôi, uống ít đi một tí. Nằm cùng khoa với ông Thanh là bệnh nhân Đoàn Văn Quế, cũng ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, chán ăn trong nhiều ngày và cũng được chẩn đoán bị xơ gan nặng. Uống rượu thì uống ít thôi, bữa là chén nhỏ. Còn vui với bạn bè thì chỉ uống một vài cốc bia. Ở nhà này uống gọi là rượu nhà có nấu ra thì uống một vài chén. Theo các bác sĩ, việc lạm dụng rượu bia kéo dài là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày và các bệnh về gan, đặc biệt với người có viêm gan virus B và C. Nếu uống rượu bia, nguy cơ mắc ung thư sẽ tăng lên gấp nhiều lần người thường. Bệnh do rượu bia thì thường đến với khoa mình thì nó chiếm tỷ lệ độ khoảng 5-10%, cũng có lúc cao điểm phải đến 10% đấy. Thì bệnh có xu hướng là ngày càng tăng. Bệnh nhân đến viện thì thường là tiền sử là uống rượu độ khoảng trên 10 năm, có những trường hợp uống đến 20-30 năm. Thường là hay gặp những cái nhóm bệnh về tiêu hóa, bệnh gan, viêm gan do rượu, xơ gan do rượu, rồi các bệnh về liên quan đến dạ dày như là xuất huyết tiêu hóa do uống rượu. Rồi một số trường hợp đến thì trong cái tình trạng rất là cấp tính, loạn thần do rượu này, hội chứng cai này rất là nguy hiểm. Vì vậy để đảm bảo sức khỏe cho chính mình thì chúng ta cần hạn chế sử dụng rượu bia và nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm, từ đó có phương pháp điều trị hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, trong khi cả nước đang hối hả chuẩn bị đón xuân mới, thì những người lao động ngành điện lực vẫn miệt mài cần mẫn trên những cung đường. Với họ, nhiệm vụ quan trọng nhất là quản lý, vận hành an toàn, ổn định lưới điện để nhân dân vui Tết đón xuân trọn vẹn. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi mọi người đang hối hả với việc sửa soạn cho ngày Tết, thì cũng là lúc công nhân lao động ngành điện Thái Bình tất bật, khẩn trương với công việc sửa chữa, bảo dưỡng mạng lưới điện, phục vụ nhiều sự kiện dịp cuối năm cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong những ngày giáp Tết này thì công việc của anh em điện lực chúng tôi rất là bệnh mỏi, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tất cả các khiếm khuyết trên lưới điện để làm sao khắc phục thật kịp thời những khiếm khuyết xảy ra để làm sao đảm bảo cấp điện ổn định an toàn cho bà con. Không chỉ ở thành phố, điện lực các huyện cũng đang tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các sự cố, khắc phục kịp thời những khiếm khuyết trên lưới. Anh em ngoài những cái việc làm hàng ngày đấy thì luôn luôn phải túc trực cái việc sửa chữa lưới điện 24/24. Có điện thoại là phải lên đường luôn. Khi có sự cố là phải phân đoạn đường dây để loại trừ sự cố rồi giải quyết sự cố một cách nhanh nhất để cho cấp điện ổn định trở lại.
Để động viên công nhân, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình và Tổ chức Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều phong trào cho công nhân tham gia, qua đó động viên tinh thần, khích lệ người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để phục vụ cho dịp cuối năm, công đoàn và chuyên môn thì cũng đã đi sâu đi sát vào với lại các cái tổ đội sản xuất trực tiếp của đơn vị để nhằm nắm bắt những cái trang bị, ví dụ như bảo hộ lao động và các cái trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc để đảm bảo cho cái việc mà lao động sản xuất được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trên nhiều tuyến đường, những người thợ điện vẫn đang miệt mài để thực hiện tốt nhiệm vụ. Với họ, mùa xuân sẽ trọn vẹn hơn nếu lưới điện luôn được vận hành an toàn và thông suốt. Công ty Điện lực tỉnh Hà Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức đóng điện đưa vào vận hành thành công đường dây và trạm biến áp 110 kW Đồng Văn. Được khởi công từ tháng 2 năm 2018, dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp Đồng Văn 4 có tổng mức đầu tư gần 115 tỷ đồng với quy mô xây dựng gồm 3,5 km đường dây 110 kV, mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV từ trạm biến áp 220 kV Phủ Lý đến trạm biến áp 110 kV Đồng Văn và một trạm biến áp 110 kV công suất 2 x 63 MW. Lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển từ xa, xây dựng hệ thống camera giám sát và phòng cháy chữa cháy, đảm bảo đưa trạm biến áp vào vận hành theo chế độ trạm biến áp 110 kV không người trực. Sau một thời gian nỗ lực thi công, đến nay công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng. Việc đưa công trình đầu tư xây dựng dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp Đồng Văn 4 vào vận hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng, không chỉ đáp ứng các yêu cầu về kinh tế kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu về nguồn điện của khu công nghiệp Đồng Văn 4 hiện tại và trong tương lai, mà còn góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy cho khu vực huyện Kim Bảng, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào khu công nghiệp Đồng Văn 4. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn chục ngày đã xảy ra một vụ trộm táo tợn ở công ty cổ phần bia Hà Nội Thái Bình, địa chỉ khu công nghiệp Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình. Các đối tượng đã đột nhập qua lối cửa sổ vào phòng thủ quỹ của công ty, phá két sắt lấy đi số tiền hơn nửa tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo lãnh đạo của công ty cổ phần bia Hà Nội Thái Bình thì sau khi trích xuất camera an ninh, phát hiện vào khoảng thời gian là 2 giờ 20 phút sáng ngày 17 tháng 1 năm 2019 vừa qua thì có hai đối tượng là đàn ông đột nhập vào phòng thủ quỹ của công ty và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Chị Đặng Thị An Hường, thủ quỹ của công ty là người đầu tiên phát hiện ra sự việc cho biết. Do cửa chính của phòng thủ quỹ được thiết kế hai lớp gồm một lớp cửa kính bên ngoài và lớp cửa kim loại bên trong. Hơn 7 giờ sáng ngày 17 tháng 1, khi chị Hường đến công ty làm việc như bình thường, sau khi mở lớp cửa kính bên ngoài thì thấy bên trong phòng chiếc két sắt của công ty bị lật đổ xuống nền gạch, đồ đạc xung quanh bị xê dịch xáo trộn. Tôi hoảng quá hết lên, thế là báo cho bên ban lãnh đạo và gọi điện ra cho bảo vệ người ta vào, thế là giữ nguyên hiện trường, sau đó là mời cơ quan công an vào giải quyết. Thì khi công an vào thì mới mở lớp cửa thứ hai ra thì chúng tôi mới vào được trong phòng. Sau khi cơ quan công an thành phố Thái Bình có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, phía công ty đã phối hợp cung cấp các thông tin phục vụ điều tra. Trong đó có việc trích xuất hình ảnh mà camera an ninh bên trong phòng ghi lại. Và trong cái dữ liệu đấy thì khi mà xem thì là có ghi lại được hình ảnh của hai đối tượng đột nhập vào trong phòng quỹ. Đấy, thì sau đó thì đối tượng có quay ngược camera đi thì sẽ... Sau khi mà cơ quan công an đến làm việc từ hôm ngày 17 thì đến nay thì công ty cũng chưa nhận được cái thông tin gì thêm. Công ty thì cũng chỉ có một cái kiến nghị đề xuất là cũng rất mong là các cơ quan công an quan tâm để tìm điều tra để tìm ra được cái sự vụ này. Tổng số tiền mà các đối tượng đã phá két và lấy đi là 543 triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.